thuyết giảng pháp ngoài đường, Đức Phật còn không chấp nhận, huống là thuyết pháp cho người nghe đi giữa đường. Còn người thuyết giảng lại đi trong lề đường thuyết pháp như vậy, người hiểu biết sẽ khinh Phật giáo và sẽ khinh chơi người thuyết pháp không đúng tư cách, không đúng đối tượng và không đúng chỗ nơi, đó là người thiếu giáo dục đạo đức. Người thuyết pháp và người nghe pháp không đúng chỗ đúng nơi, tức là thiếu sự tôn trọng và cung kính giáo pháp của Đức Phật. Thiếu sự cung kính tôn trọng giáo pháp của Phật là những người thiếu giáo dục đạo đức nhân bản của đạo Phật. Những tu sĩ đạo Phật mà thiếu đạo đức, tức là những tu sĩ phạm giới, phá giới, đó là những tu sĩ của Bà La Môn, chứ không phải là những tỳ kheo tăng và những tỳ kheo ni của Phật giáo. Cho nên, chúng ta không tu theo đạo Phật thì thôi, mà đã tu theo đạo Phật thì hãy cố gắng rèn luyện tu tập đạo đức nhân quả, khiến cho chúng ta có những hành động thân miệng ý toàn thiện. Nhờ đó chúng ta sống một đời sống an lạc và hạnh phúc, giải thoát hoàn toàn, không còn khổ đau nữa. Muốn được vậy thì giới luật cần phải giữ gìn nghiêm túc. 96. Giới thứ 96. Người cầm gậy không cung kính pháp bảo, không nên nói pháp cho nghe, cần nên học. Người cầm gậy có mục đích là để bảo vệ sự nguy hiểm gặp thú dữ, nhưng đối với đạo Phật, gậy gộc, dao kiếm là loại vũ khí làm đau khổ và đoản mạng chúng sanh, chứng tỏ người ấy còn tâm hung ác. Người còn tâm hung ác mà muốn nghe pháp của Phật thì không thể được. Hãy bỏ gậy gộc, dao kiếm, tức là bỏ tâm hung ác rồi mới được nghe pháp. Bằng không bỏ tâm hung ác thì không thể nào có đủ duyên để nghe pháp được. Dù có nghe nhưng lòng chưa soạn sẵn chỗ thiện thì có nghe cũng chẳng ích lợi gì. Pháp Phật là pháp thiện. Người còn tánh hung ác dữ tợn thì không nên nghe pháp của Phật. Tại sao vậy? Tại vì pháp Phật sẽ dạy ngược lại với tâm ác của người đó, cho nên người đó nghe pháp lại còn thêm tức giận hơn và khổ tâm hơn, vì có hai tư tưởng thiện ác sẽ đấu tranh nhau trong một con người. Muốn nghe pháp Phật thì phải xả bỏ lòng hung ác. Xả bỏ lòng hung ác là phải xả bỏ gậy gộc, đao kiếm như trên đã dạy. Người mà bỏ gậy gộc, dao kiếm là người muốn quay về thiện pháp, người ấy đáng được nghe chánh pháp của Phật. Bỏ gậy gộc, dao kiếm tức là tạo duyên nghe pháp. Tạo duyên nghe pháp tức là tạo duyên làm thiện, sống thiện. Người cầm gậy là người thiếu đức hạnh từ bi. Thiếu đức hạnh từ bi là thiếu lòng thương yêu chúng sanh. Thiếu lòng thương yêu chúng sanh tức là thiếu lòng thương yêu chính bản thân mình. Đạo đức của đạo Phật xác định rất rõ ràng, người có thương xót khắp muôn loài chúng sanh là người có đức từ bi với mình. Có đức từ bi với mình tức là có lòng thương yêu mình và mọi người. Bởi thương yêu chúng sanh tức là thương yêu mình, không làm khổ chúng sanh tức là không làm khổ mình. Người ăn thịt chúng sanh là người làm khổ mình mà tự mình không hay biết. Đạo đức từ bi là một đạo đức nhân quả, vì luật nhân quả có thiện và có ác, mà đạo từ bi của Đức Phật là đạo toàn thiện. Muốn sống được đạo toàn thiện thì phải ngăn ác diệt ác, mà ngăn ác diệt ác tức là thực hiện đạo từ bi. Thực hiện đạo từ bi tức là thực hiện tứ chánh cần. Đạo từ bi tức là đức hạnh làm người. Đức hạnh làm người
là đức hạnh không làm khổ mình khổ người. Không làm khổ mình khổ người là người đã giải thoát khỏi kiếp đời đầy đau khổ của chính mình. Cho nên đối với người cầm gậy gộc, dao kiếm vân vân, chúng ta không nên giảng pháp cho họ nghe, vì cái giảng pháp cho họ nghe đã không giúp họ giải thoát mà còn làm cho họ bực tức hơn và tạo điều ác hơn nữa. Nếu họ có tâm thành muốn nghe pháp thì họ phải bỏ gậy. Bỏ gậy tức là họ thể hiện lòng từ bi, chứ không phải bỏ chiếc gậy bên ngoài, mà hãy bỏ chiếc gậy trong tâm của họ. Được như vậy, lúc bây giờ chúng ta mới thuyết pháp cho họ nghe. Khi nghe xong, họ liền được tuệ nhãn thanh tịnh. Hiện giờ, có nhiều người nghe pháp Phật mà gậy ác trong tâm của họ vẫn chưa bỏ, nên họ chẳng được tuệ nhãn thanh tịnh, và họ đang sống trong một tâm đầy tham vọng, chạy đông chạy tây để tìm con đường giải thoát bằng cửa ngõ thiền định, mật tông, tịnh độ tông vân vân. Nhưng cuối cùng, những cửa ngõ này là ngõ cụt, nên chẳng ai thực hiện được sự giải thoát hoàn toàn. Do không được tuệ nhãn thanh tịnh, nên đạo đức từ bi họ không thể hiện được trong đời sống. Tâm họ không ly dục, ly ác pháp và diệt ngã xả tâm, nên cuộc sống của họ đau khổ, lại càng đau khổ hơn. Cho nên giới luật dạy đạo đức này đối với người còn tâm ác thì không thể nhiếp phục họ được. Vì thế không nên thuyết giảng thiện pháp cho họ nghe, vì có nghe cũng chẳng có ích lợi gì cho họ, và còn biến giảng sư trở thành đào kép hát cho họ nghe để giải trí, mua vui, chứ không có ích lợi gì. Người muốn nghe Phật Pháp phải từ bỏ tánh hung ác. Từ bỏ tánh hung ác tức là từ bỏ gậy gộc, dao kiếm, giáo mát vân vân, thì mới xứng đáng là người nghe Pháp của Đức Phật. Đó là một xác quyết chắc chắn như vậy. Nếu nghe Pháp Phật thì phải dọn sẵn tâm thiện để đón nhận đạo đức từ bi. Chính đạo đức từ bi mới dẫn dắt họ đến thiền định, làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi. 97. Giới thứ 97. Không nên thuyết pháp cho người cầm kiếm cần nên học. Những người cầm gươm, kiếm, giáo mát là những quân nhân giặc cướp. Những người này khi lâm trận đều phải giết người như nhau. Nhưng nếu đem thiện pháp giảng cho những người này nghe ở một góc độ thụ động của Phật giáo Đại Thừa, thì họ sẽ không hiểu Phật giáo là một tôn giáo tự lực cứu mình. Họ sẽ hiểu và lầm chấp Phật giáo tha lực bằng sự gia hộ cứu độ của Phật và Bồ Tát như trong các kinh Đại Thừa đã dạy. Trường hợp giống như vua Lương Võ Đế rất sùng Phật giáo, kiến lập 72 kiển chùa, mà lại hiểu giáo lý thiện thụ động của Phật giáo Đại Thừa, nên để giặc cướp nước giết chết trong lúc vua quan lo tụng kinh cầu chư Phật và Bồ Tát gia hộ cứu khổ cứu nạn đuổi giặc, thật là một việc làm ngu si. Chỉ có Phật giáo Đại Thừa mới chỉ dạy cách sống tiêu cực và phi đạo đức cầu tha lực như vậy. Thật là đau lòng cho những ai tin tưởng vào giáo pháp Đại Thừa sẽ đi đến chỗ diệt vong như vua quan nhà Lương. Hiện giờ người ta đắm mê giáo pháp Đại Thừa và tối thượng thừa đang lý luận siêu việt, thế mà mọi người bỏ công bỏ sức tu hành suốt cả đời người mà chẳng đến đâu cả. Hiện giờ có nhiều người đang dở chết dở sống, nhìn lại quãng đời tu hành của mình thật là đau khổ dường nào, và còn biết than thở cùng ai khi thân già yếu, bệnh tật đổ ra, nay đau mai ốm. Sự chết như chỉ mành treo chuông mà chẳng biết cách nào làm chủ bây giờ, chỉ còn sống chịu trong cảnh địa ngục này mà thôi. Đạo Phật
là đạo tự lực cứu mình trong thiện pháp, nhưng khi quê hương đất nước bị giặc ngoại xâm, mọi người đều phải đứng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước quê hương. Trong lúc đó ta cầm gươm đao giáo mát giết giặc, không có tội lỗi gì cả. Tại sao vậy? Tại vì kẻ xâm lăng cướp nước chúng ta bắt buộc mọi người dân bản xứ phải làm nô lệ chúng, và chúng còn muốn giết người dân nào thì mặc tình giết như giết một con thú vật, chẳng chút lòng thương hại. Ta bảo vệ đất nước, giết kẻ xâm lăng, chặn đứng bàn tay đẫm máu hung ác của chúng, do đó chúng ta giết người mà không có tội lỗi gì cả. Phật dạy chúng ta sống trong đạo đức nhân quả. Đạo đức nhân quả thì phải có công bằng và công lý. Kẻ xâm lăng cướp nước người là không công bằng công lý, chúng đi ngược lại đạo đức nhân quả, làm khổ mình, làm khổ người khác. Đó là một hành động bất công gian ác. Chúng ta có quyền ngăn chặn, đứng bàn tay hung ác của kẻ xâm lăng cướp nước người bằng mọi cách để đem lại sự công bằng công lý cho con người trên hành tinh này. Trong 100 giới luật chúng học, từ giới 97, 98, 99 đều dạy giống như nhau. Đối với người hung ác chưa buông xả gậy gọc, gươm dao, giáo mát, kiếm cung vân vân thì không nên nói pháp cho họ nghe. Nếu thuyết pháp của Phật cho những người hung ác này nghe sẽ làm nghịch tai trái ý, đã không ích lợi cho họ mà còn làm cho họ thêm phẫn nộ như trên đã dạy. Bởi vậy, người thuyết pháp phải sáng suốt nhận định đúng đối tượng, đúng nơi, đúng chỗ mới thuyết. Bằng không đúng thì thôi, ai cậy răng cũng chẳng bao giờ nói, dù là một lời cũng không nói. Hiểu cho đúng nghĩa của giới cấm này thì người nghe pháp phải buông gậy gọc, gươm kiếm, giáo mát xuống. Có nghĩa là người nghe pháp phải thực hiện lòng từ bi, chứ không có nghĩa buông gậy gọc, gươm kiếm, giáo xuống như trên đã dạy. Ở đây chúng ta phải hiểu, không phải không thuyết giảng cho những người cầm vũ khí nghe pháp, nhưng người cầm vũ khí muốn nghe pháp thì phải bỏ vũ khí, không được mang vũ khí theo vào giảng đường nghe pháp. Sau khi nghe pháp xong thì tự do mang vũ khí lại, đó là hành động chứng tỏ người có thiện chí nghe pháp xả bỏ tâm ác. Người thuyết giảng pháp Phật, khi có người nghe pháp mang vũ khí thì xin họ bỏ vũ khí bên ngoài rồi vào nghe pháp. Đừng thấy họ mang vũ khí mà run sợ, họ bảo giảng pháp là cứ giảng cho họ nghe là không tốt, là tai hại cho người nghe. Vì dù họ có nghe pháp nhưng họ chẳng sửa tâm tánh. Tại sao vậy? Vì nếu ta quá sợ hãi mà thuyết giảng pháp cho họ nghe thì họ sẽ mất đức hạnh cung kính và tôn trọng pháp bảo, tức là mất lòng cung kính tôn trọng người khác. Nếu họ chẳng chịu bỏ vũ khí thì chúng ta không thuyết giảng, dù họ có giết chúng ta cũng vui lòng không hề sợ hãi mà giảng pháp cho những người không biết phục thiện. Người giảng sư thuyết pháp không có nghĩa là giảng pháp bằng những lời nói suông, mà còn phải dạy đạo đức cho họ bằng những hành động đạo đức sống của mình. Con người có đức hạnh cung kính và tôn trọng pháp bảo và giảng sư thì mới có sự cung kính và tôn trọng người khác. Có sự cung kính và tôn trọng người khác thì mới diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Có diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp thì mới không làm khổ mình khổ người. Người không có đức hạnh tôn trọng và cung kính người khác thì chẳng bao giờ diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp được. Cho nên chỉ có đức hạnh cung kính và tôn trọng thì tâm ngã mạn mới diệt sạch. Do tâm ngã mạn diệt sạch thì tâm hồn mới được giải thoát, an vui và hạnh phúc. 98. Giới thứ 98, người cầm giáo không nên thuyết pháp cho nghe, cần nên học. Giới này
Phật dạy cũng như những giới trên, không nên thuyết pháp cho người chưa buông bỏ gươm đao giáo mát vân vân. Người giảng sư đụng đâu giảng đó, không nhận biết khi mình giảng pháp có đem lại sự lợi ích thiết thực cho người nghe pháp hay không. Để biến họ trở thành những người tốt, có đạo đức, hay chỉ là làm một người nghệ sĩ biết hát cho người nghe mua vui giải trí, trong khi họ làm việc bằng trí óc hoặc bằng tay chân quá mỏi mệt. Nếu một giảng sư đụng đâu giảng đó, cũng giống như một đào kép hát mà thôi, chỉ mua vui giải trí cho thính giả. Phật pháp không thể thuyết giảng như vậy được. Nếu người muốn nghe pháp thì phải tỏ lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo. Mà đã có lòng tôn trọng và cung kính pháp bảo thì phải bỏ tâm hung ác, dữ tợn, đi hướng về Phật pháp, nghe những lời lành mà Phật đã dạy, để nương theo những lời lành đó sửa đổi tâm tánh và các hành động sai quấy thiếu đạo đức thường làm khổ mình khổ người, để trở nên những con người có đạo đức và có giáo dục đức hạnh hơn. Người giảng sư thiếu cung kính và tôn trọng pháp bảo là người giảng sư bừa bãi, thiếu đạo đức, thiếu đức hạnh làm giảng sư, thì giảng pháp chẳng ích lợi gì cho ai cả, mà hành động giảng pháp như vậy là phi pháp. Giảng pháp như vậy càng làm thêm tội lỗi đối với Phật pháp. Người giảng sư không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh là người giảng sư không có đạo đức. Không có đạo đức tức là vị tỳ kheo phá giới, phạm giới, là người không xứng đáng giảng pháp của Phật. Người giảng sư thiếu giới hạnh và giới đức mà giảng pháp của Phật là người nói láo, lường gạt tín đồ, nói được mà sống không đúng lời Phật dạy, thì đó là tội đại vọng ngữ, mà các giảng sư thời nay đều phạm tội này. Giảng sư là người phải làm gương sáng cho tín đồ soi, chứ không phải chỉ có lời nói suông theo chữ nghĩa trong kinh sách. Nên làm giảng sư phải sống đúng giới luật nghiêm chỉnh và đức hạnh phải rõ ràng. Một giảng sư còn trang điểm làm đẹp đẽ sang trọng, còn nằm giường cao rộng lớn, còn ăn uống phi thời, còn cất giữ tiền bạc, còn có của cải tài sản riêng tư, còn có chùa to Phật lớn, còn có xe gắn máy ô tô đẹp sang như nhà giàu có, mà dạy người đừng trang điểm, đừng nằm giường cao rộng, đừng ăn uống phi thời, đừng cất giữ tiền bạc, xả bỏ của cải tài sản xe cộ, thì thử hỏi lời nói của giảng sư có đi đôi đúng với hành động sống hay không. Nếu lời nói và hành động không đi đôi là giảng sư đã tự không cung kính và tôn trọng pháp bảo, mà không cung kính và tôn trọng pháp bảo tức là vị giảng sư không cung kính và tôn trọng mình. Chính mình không cung kính và tôn trọng mình thì còn ai là người cung kính và tôn trọng mình được nữa. Cho nên người giảng sư phải biết tôn trọng và cung kính mình, thì lời nói và hành động phải đi đôi, tri hành hợp nhất. Thì trước tiên giảng sư phải biết tôn trọng cung kính pháp bảo. Biết tôn trọng cung kính pháp bảo là phải biết sống đúng pháp, đúng giới luật của Phật đã dạy. Phải nghiêm trì giới luật không được vi phạm. Nếu phạm một giới luật nhỏ nhặt thì cũng không xứng đáng là vị giảng sư. Sống đúng pháp, đúng giới luật của Phật thì không bao giờ thuyết giảng lung tung, bừa bãi, không đúng nơi, đúng chỗ, đúng người. Đó chính là giảng sư chân chánh của đạo Phật. Khi thuyết giảng, người giảng sư biết chỗ nào đúng và chỗ nào không đúng để giảng pháp, đối tượng nào giảng pháp và đối tượng nào không nên giảng pháp. Đó là đức hạnh của người giảng sư cần phải có khi bước lên pháp tòa. Khi người mang gươm giáo, dao gậy đến nghe pháp thì chắc chắn không bao giờ được nghe pháp, vì giới luật Phật đã dạy kẻ nghe pháp phải
phải bỏ gậy gộc, giáo, mát, gươm, đao, súng đạn vân vân như trên đã dạy. Có bỏ gươm, đao, gậy gộc vân vân để thực hiện lòng từ bi thì mới được nghe pháp trọn vẹn, nghe pháp với lòng lành mới chính là nghe pháp Phật. Lòng lành tức là đạo đức làm người của đạo Phật. Trong các giới luật này, Đức Phật đã dạy đức cung kính và tôn trọng gồm có ba cách cung kính và tôn trọng. Thứ nhất, cung kính và tôn trọng pháp. Thứ hai, cung kính và tôn trọng người. Thứ ba, cung kính và tôn trọng mình. Nhờ pháp bảo dạy chúng ta tu tập và rèn luyện mỗi hành động, thân, miệng, ý đều thể hiện đức cung kính và tôn trọng đối với mọi người, mọi chúng sanh và với chúng ta nữa. Nhờ đó, tâm chúng ta được giải thoát, không còn làm khổ mình, khổ người. 99. Giới thứ 99. Người cầm giáo không nên nói pháp, cho nghe cần nên học. Giới này cũng giống như giới trên đã dạy về đức hạnh cung kính và tôn trọng đối với những người hung ác, chưa buông bỏ gậy gộc, gươm dao, giáo mát vân vân thì không nên nói pháp cho nghe. Để kết luận những giới luật dạy những đức hạnh cung kính và tôn trọng của những người đang cầm gậy gộc, kiếm, gươm, đao, giáo mát vân vân, giới luật này không phải cấm quân nhân, kiến sĩ cầm gươm, đao, giáo mát, kiếm cung, súng đạn vân vân để chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương tổ quốc. Giới luật này dạy các ngài phải có lòng cung kính và tôn trọng đạo đức làm người. Trong đạo đức làm người, đức tôn trọng và cung kính mọi người là một đức hạnh cao quý mà loài cầm thú không thể nào có được. Chỉ có loài người nhờ có trí tuệ thông minh hơn mọi loài nên mới học tập trao dồi đức hạnh cung kính và tôn trọng. Có tôn trọng và cung kính mọi người, mọi loài cầm thú, nhờ đó chính chúng ta mới biết lấy đạo đức đối xử với đạo đức. Vì thế cuộc sống của chúng ta mới có thanh thản, an lạc và hạnh phúc. Xã hội mới có trật tự an ninh, đất nước mới có thanh bình thịnh trị. Còn đối với những kẻ xâm lăng cướp nước người thì chúng ta vẫn cung kính và tôn trọng chúng, nhưng chúng không biết tôn trọng và cung kính chúng ta thì chúng ta phải lấy gươm, đao, súng đạn vân vân đối xử với chúng, chứ không phải cung kính và tôn trọng bằng hành động hèn nhát, quỳ phục đầu hàng. Giới luật Phật không có dạy chúng ta hèn hà như vậy. Vì đạo Phật là đạo tự lực nên luôn luôn lúc nào cũng tự lực cứu mình, không nhờ ai cả. Sống trong đạo đức không làm khổ mình khổ người, nhưng kẻ nào làm khổ người khác tức là làm ác thì chúng ta phải tự lực vươn lên cứu mình cứu người, tức là cứu nước. Không khuất phục trước kẻ xâm lăng hung ác bằng mọi giá, không phải tiêu cực như kiểu đại thừa dạy, ngồi đó gõ mõ tụng kinh cầu chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ cho quốc thái dân an. Đối với giặc ngoại xâm thì việc làm đó là khiếp nhược, hèn hạ và sẽ bị mất nước, làm nô lệ cho giặc. Đối với nền kinh tế mà ngồi đó gõ mõ tụng kinh cầu chư Phật chư Bồ Tát gia hộ cho mưa thuận gió hòa, cho cơm ăn áo mặc đầy đủ và giàu sang như mọi người, thì đó là kẻ lười biếng, kẻ ăn bám của xã hội, chờ cho người khác bố thí, thật là hèn hạ, chẳng xứng đáng làm người có đạo đức của đạo Phật. Đạo đức của đạo Phật là đạo đức nhân quả tự lực, là tự mình cứu mình bằng những hành động thiện. Thiện ở đây phải hiểu là trí tuệ thiện chứ không phải ngu si thiện. Những kẻ ngoại xâm cướp nước người khác là những kẻ không có đạo đức tôn trọng và cung kính sự sống của loài người. Chúng chỉ còn biết lấy gươm, đao, giáo mát, súng đạn vân vân để uy hiếp và bắt buộc kẻ khác làm nô lệ chúng. Vì thế, đối với những hành động của kẻ hung ác này, chúng ta cũng sẵn sàng lấy gươm, đao, giáo mát, súng đạn vân vân đối lại.
với những kẻ thiếu đức hạnh tôn trọng và cung kính người khác, sẵn sàng cho chúng bài học đạo đức làm người. Phải biết tôn trọng và cung kính mình, phải biết tôn trọng và cung kính người khác. Có tôn trọng, có cung kính mình và người khác thì mới có đạo đức, bằng không có đạo đức chúng chỉ là một loài cầm thú ác độc, chứ không phải là con người. Con người phải có đạo đức, phải biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Chỉ có loài cầm thú mới không biết tôn trọng và cung kính lẫn nhau, ỷ mạnh ăn hiếp yếu, thì chúng ta sẵn sàng chiến đấu, nhất định là không đầu hàng kẻ hung ác. Cho nên chúng ta cầm gươm đao giáo mát súng đạn vân vân đứng lên diệt kẻ ác không có tội lỗi gì. Vì luật nhân quả dạy chúng ta rất thiện, thiện trong công bằng và công lý. Kẻ làm ác không công bằng công lý phải đền tội. Luật nhân quả không dạy chúng ta đầu hàng trước kẻ ác, mà dạy chúng ta phải chiến đấu tận cùng để nói lên đâu thiện đâu ác, đâu chánh đâu tà. Bằng chứng cuộc cách mạng trường kỳ kháng chiến của dân tộc Việt Nam đuổi kẻ ác xâm lăng. Bởi vậy, đạo đức của Đạo Phật dạy chúng ta làm con người phải cho ra con người, đừng có làm nửa thú nửa người mà tạo cảnh khổ đau cho nhau. Hiện giờ, trên hành tinh này, loài người còn thiếu một đạo đức làm người. Nếu đạo đức làm người đã có, thì mọi người phải biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Nếu đã có một đạo đức cung kính và tôn trọng lẫn nhau, thì làm sao trên thế giới này còn có chiến tranh? Nếu có đạo đức cung kính và tôn trọng lẫn nhau, thì làm sao còn có xương máu con người chết thành sông thành núi một cách vô lý như thế này? Chiến tranh thế giới đã chứng minh cho chúng ta thấy con người đang thiếu đạo đức thật sự. Con người đang mang lớp người mà bản chất là của loài cầm thú, cho nên luôn luôn chà đạp lên nhau, giết hại lẫn nhau vì miếng ăn manh áo, vì kinh tế, vì ý thức hệ và vì tôn giáo vân vân. Khắp thế giới không có nước này chiến tranh thì nước kia, chứng tỏ con người còn mang lớp cầm thú nặng nề chưa cởi bỏ. Lòng hung ác còn đầy dẫy, vì thế luôn tạo ra tội ác tràn ngập đầy trời. Đạo Phật ra đời nhằm triển khai cho loài người một nền đạo đức giải thoát, khiến cho con người không còn đau khổ, không còn mạnh hiếp yếu, không còn lớn hiếp nhỏ, để đem lại sự hòa bình cho toàn thể thế giới, để đem lại cho con người một cuộc sống như cõi thiên đàng. Thế mà cách đây 2543 năm, nền đạo đức ấy đã bị dìm mất bởi tâm tham vọng của Đại Thừa Giáo, đã khiến cho con người ngày nay càng khổ đau, chồng chất lên đau khổ. Chỉ vì tâm tham vọng ấy nên đã bỏ mất một đạo đức quý báu tuyệt vời. Bởi vậy, đức cung kính và tôn trọng rất cần thiết cho con người, nên cần phải tu tập và trau dồi sửa lại những gì còn sai sót. Tội lỗi không đúng đạo đức làm người, để con người sống cho ra thật con người và còn vượt thoát khỏi bản năng của loài cầm thú hung ác. Nếu không có lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo, thì làm sao có lòng cung kính và tôn trọng mọi người? Vì thế, người thuyết giảng trước tiên phải biết cung kính pháp bảo, để hướng dẫn những người khác biết cung kính và tôn trọng. Có cung kính và tôn trọng pháp bảo thì mới có cung kính và tôn trọng mọi người. Có cung kính và tôn trọng mọi người tức là cung kính và tôn trọng mình, như trên đã dạy. Có cung kính tôn trọng người và cung kính tôn trọng mình thì mới không làm khổ mình khổ người. Đó là giới luật của Phật dạy chúng ta đức hạnh cung kính và tôn trọng, để làm người cho xứng đáng là con người, làm con người xứng đáng là con người thì không làm khổ mình khổ người. Muốn được vậy, chỉ có đức hạnh cung kính và tôn trọng là đức hạnh thứ nhất. Nhưng về mặt tu tập thiền định thì đức hạnh cung kính và tôn trọng
giúp cho chúng ta ly dục ly ác pháp một cách dễ dàng. Ly dục ly ác pháp chính là mục đích của giới luật để đạt được thiền định của đạo Phật, làm chủ sự sống chết, bệnh tật và luân hồi. Người có đạo đức nhân quả giải thoát thì mới ly dục ly ác pháp được. Nhưng đức hạnh cung kính và tôn trọng là một trong những hành động đạo đức nhân quả. Muốn có đạo đức nhân quả thì phải học và tu tập theo đức hạnh trong giới luật của Phật đã dạy. Do đó ta mới thấu rõ là pháp môn giới luật của Phật là pháp môn vô lậu thật sự. Nếu ai không tu giới luật mà bảo rằng vô lậu giải thoát thì không bao giờ có được, đó chỉ là lời lừa đảo tín đồ mà thôi. Cho nên giáo lý đại thừa phần nhiều dạy người tu sĩ phá và xem thường giới luật. Vì thế tu sĩ, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni hiện giờ đều phạm giới và phá giới, sống không đúng giới hành, hành không đúng giới đức, nên thời nay khó mà tìm một vị tỳ kheo giới luật thanh tịnh. Kinh sách giới luật thì không thiếu gì, nhưng tu sĩ thì rất xem thường giới luật, tức là xem thường những hành động đạo đức tu hành của chính mình. Vì thế tìm một vị tu sĩ nghiêm trì giới luật rất khó trong thời đại hiện nay. 100. Giới thứ 100, người cầm dù không nên nói pháp cho nghe, cần nên học. Người vào nhà còn che dù đợi nón thì không nên thuyết pháp cho những người này nghe. Họ là những người không có lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo. Trong 100 giới chúng học, đức hạnh cung kính và tôn trọng đã chiếm rất nhiều giới luật dạy về đức hạnh này. Chính vì nhờ có cung kính và tôn trọng pháp bảo thì chúng ta mới có lòng cung kính và tôn trọng mọi người. Có cung kính và tôn trọng mọi người thì tâm ta mới được giải thoát. Đó chính là dùng đức hạnh cung kính và tôn trọng để đạt được mục đích của đạo Phật. Đức cung kính và tôn trọng là một đức hạnh cao thượng mà con người ít ai làm được. Phần nhiều chỉ vì tự ngã của họ đã che lấp đức hạnh cung kính và tôn trọng, nên họ chỉ biết có mình là trên hết, thường mong muốn ai cũng cung kính và tôn trọng mình, xem mình như thánh tiên Phật vân vân. Cũng chính vì tự ngã nên ít ai chịu lấy cái sai quấy, cái lỗi lầm của mình, luôn luôn lúc nào cũng chỉ thấy cái sai quấy của người khác. Chính vì vậy mà con người phải chịu khổ đau suốt đời. Biết cung kính và tôn trọng người khác thì đừng nhìn vào việc làm của người khác, mà hãy nhìn vào việc làm của mình để mình tu sửa, trao dồi thân tâm và quyết tâm khắc phục những lỗi lầm sai trái, mà làm người không ai tránh khỏi những lỗi lầm đó. Hiện giờ thân tâm mình còn những thói quen của loài cầm thú, nên không thể nào không lỗi lầm. Vì thế hàng ngày thường quán xét tư duy trong mỗi hành động của mình để cố gắng khắc phục sửa sai, thì mới mong có ngày sống đúng đạo đức làm người. Trên bước đường tu tập theo Phật giáo, Đức Phật đã từng răn nhắc chúng ta biết chuyện mình, đừng biết chuyện người. Nếu một người muốn thực hiện đạo đức làm người thì phải tâm niệm lời dạy này cho thấm nhuần tận tâm can, thì mới mong sống đúng đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người. Người đời chỉ vì biết chuyện người mà không biết chuyện mình, nên từ đó lòng cung kính và tôn trọng mất đi. Lòng cung kính và tôn trọng mất đi thì tâm ta khó diệt ngã, khó xa lìa lòng ham muốn, khó ly dục ly ác pháp. Do không diệt ngã xả tâm ly dục ly ác pháp nên cuộc đời thọ biết bao nhiêu sự đau khổ. Chính vì vậy mà đạo đức làm người sống không trọn vẹn. Cung kính và tôn trọng là đức hạnh giúp ta giải thoát khỏi khổ đau của kiếp làm người. Cung kính và tôn trọng
giúp chúng ta phát khởi lòng từ bi. Nếu thiếu đức cung kính và tôn trọng, thì tâm từ bi của chúng ta khó phát triển. Tâm từ bi của chúng ta không phát triển, thì không có cách thức nào và phương pháp nào đối phó với tâm tham sân si phiền não của chúng ta được. Do đó, diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp, để thực hiện thiền định thì chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tăng ni và quý Phật tử hãy lấy giới luật Phật tu tập xây dựng cho mình thành một con người có đạo đức, có đầy đủ lòng cung kính, khiêm hạ và tôn trọng tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh, thì con đường giải thoát của đạo Phật sẽ hiện tiền trước mắt mọi người không mấy khó khăn. Cho nên một tu sĩ đạo Phật, tăng ni mà không giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì những tu sĩ đó là những người thiếu đạo đức, không thể nào tu tập giải thoát được. Bởi vậy, nhìn các vị tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni tu hành chân giả đều biết dễ dàng qua hành động sống đạo đức giới luật, chứ không phải ở chỗ thuyết giảng hay, lý luận giỏi hoặc có thần thông phép tắc, hoặc có bùa chú linh thiêng, hoặc ngồi thiền nhập định giỏi, mà hãy nhìn họ sống có đúng giới đức, giới hạnh hay không thì đủ đánh giá trị chân giả sự tu hành của họ. Nếu giới đức, giới hạnh đầy đủ thì những vị tu sĩ ấy là bậc chân tu giải thoát của đạo Phật. Còn những người nào giới đức, giới hạnh không có thì đó là tà sư ngoại đạo. Quý Phật tử và tăng ni hãy tránh xa, không khéo bị họ lừa đảo. Cho nên người đội dù, đội nón và đội khăn vân vân khi bước vào nhà mà không lấy xuống là những người vô lễ, thiếu giáo dục đạo đức. Cũng như khi ngồi nghe pháp mà dù nón khăn không lột xuống, tức là người vô giáo dục đức hạnh cung kính và tôn trọng. Những người như vậy không nên thuyết pháp cho họ nghe. Trước khi nghe pháp, những người này phải được dạy pháp cung kính và tôn trọng pháp bảo, và còn phải biết cung kính mọi người. Nếu không được dạy như vậy thì giảng sư không nên thuyết pháp cho họ nghe, vì pháp Phật là những giáo pháp cao quý và vô giá, giúp cho con người có đầy đủ đạo đức, đạo hạnh, vượt thoát biển khổ sông mê của kiếp sống làm người. Chương 8. Kính trọng nơi thuyết pháp. Có 21 giới. Giới 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 và 85. 61. Giới thứ 61, không nên giấu của cải trong tháp Phật, cần nên học. Giới này xin sửa lại chữ tháp Phật bằng chữ giảng đường cho đúng nghĩa của thời Đức Phật còn tại thế. Nơi giảng đường là nơi có nhiều người ra vào đông đúc, của cải tài sản để trong đó lỡ mất, nghi nan người này người nọ, thành ra tội lỗi và tạo bất an trong chúng. Vị tỳ kheo đệ tử Phật phải ý tứ cẩn thận về việc này. Vả lại, trong giảng đường phải để trống trải khoảng khoát, khi mọi người đến nghe pháp đều được thoải mái dễ chịu. Còn nếu đút nhét chôn giấu đồ đạc trong giảng đường, khiến giảng đường đầy bụi bặm, khó quét dọn, ô tập chuột dán, mũi mồng núp ẩn, làm dơ bẩn bất tịnh chỗ nghe pháp của mọi người. Pháp Phật là pháp dạy chúng ta diệt ngã xả tâm, ly dục ly ác pháp. Cho nên trong giới luật Phật cấm không cho trang điểm, đeo vòng hoa và không được cất giữ vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, hoặc dùng những thứ này để trang sức làm đẹp, làm sang vân vân. Thời Đức Phật còn tại thế,
Có một nữ cư sĩ đến nghe Phật thuyết pháp. Khi vào tinh xá thì bà nhận ra mình đang đeo một sâu chuỗi ngọc. Bà liền cởi ra đưa cho đứa hầu đem bỏ trong hốc cây rồi mới vào nghe pháp. Người nghe pháp còn không được đeo vòng vàng chuỗi ngọc vào giảng đường, huống là đem của báo giấu đúc trong giảng đường thì không đúng tư cách của người tu sĩ đạo Phật. Tu sĩ đạo Phật chỉ còn ba y một bát, chứ đâu có của cải riêng tư thì làm sao có của cải gọi là đúc giấu trong giảng đường. Giới này do tổ đặt ra, vì tu sĩ trong thời của các tổ đều có của cải riêng tư. Ngược lại, tu sĩ trong thời Đức Phật sống thiểu dục tri túc, ba y áo một bát, chỉ vừa đủ mặc, trong người có đâu dư thừa ra ngoài mà đúc giấu. Đức hành của người tu sĩ đạo Phật là đức buông xả, xả sạch, chỉ còn ba y một bát mà thôi. Thế mà tu sĩ còn có của cải tài sản đem đúc giấu trong giảng đường, thì đó là một điều phạm giới luật, vào tội xả đọa, ni tác kỳ ba vật đề. Nếu vị tỳ kheo còn có của cải tài sản riêng tư thì tu theo đạo Phật để làm gì? Đã không giải thoát mà còn mang tiếng không tốt cho Phật giáo. Còn có của cải tài sản, nếu có tu theo giáo pháp của Phật thì cũng chẳng tu đúng theo lời dạy của Ngài. Đã không tu đúng lời dạy của Ngài thì làm gì có giải thoát được? Chỉ phí một cuộc đời tu hành và mất công sức vô ích mà thôi. Đức hạnh buông xả chẳng có thì đi tu chỉ là hình thức để rồi lấy tôn giáo kinh doanh buôn Phật bán pháp làm danh làm lợi. Cho nên ngoài đời người ta làm danh làm lợi rất khó, chỉ có kinh doanh tôn giáo là dễ làm giàu nhất. Họ chỉ tạo hình thức khéo tu hành bề ngoài để lừa đảo tín đồ Phật giáo dễ dàng. Thời này họ tu tiền, tu bạc, tu danh, tu lợi, tu chùa to Phật lớn, tu xe cộ, tivi, tủ lạnh, đầu máy cassette, video, máy điều hòa, không khí vân vân. Như trên chúng tôi đã xác định, giới này không phải của Phật chế ra, nhưng nó cũng có lợi ích. Vì nói đến người tu sĩ còn có của cải tài sản thì không đúng là tu sĩ Phật giáo. Nói đến tu sĩ Phật giáo tức là nói đến đức hạnh buông xả của người tu sĩ tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Nếu người tu sĩ Phật giáo không lập đức hạnh buông xả thì đừng nên đi tu, và có đi tu cũng chẳng lợi ích gì cho mình, cho người khác, mà còn làm mang tiếng cho Phật giáo, như trên chúng tôi đã dạy. Còn của cải tài sản tức là còn tâm tham sân si, còn có tâm tham sân si thì cũng giống như người thế tục ở ngoài đời, thì đi tu làm gì? Đi tu để làm cho người khác phỉ báng Phật pháp thì càng thêm tội. Đức hạnh buông xả của cải tài sản là đức hạnh thánh tăng. Người phàm phu thường tình bỏ của cải tài sản không được thì làm sao gọi là thánh tăng được? Chỉ có những bậc thánh tăng mới sống trọn đức hạnh buông xả của cải tài sản, nên không có chùa to Phật lớn, không có một đồng bạc dính túi, người ấy mới gọi là bậc thánh tăng. Muốn làm ông tăng giải thoát mà còn có của cải tài sản thì làm sao làm ông tăng giải thoát cho được? Người còn có của cải tài sản sống như một ông vua, một người nhà giàu có thì đó là ông tăng giả. Bởi do đức hạnh mới đánh giá trị được vị tu sĩ đạo Phật, đó là một sự chính đáng chân thật, nói lên được giá trị của đạo Phật. Nếu không như vậy thì chúng ta đâu biết ai tu thật, ai tu giả. Đạo Phật nhờ có giới luật mới đánh giá trị được người tu, nếu không có giới luật đức hạnh thì biết đâu căn cứ vào chân giả của một vị tu sĩ Phật giáo. Nếu căn cứ vào thần thông, biết chuyện quá khứ vị lai của mọi người tàn hình biến hóa đi trên nước lửa,
đi xuyên qua núi đá như đi trong hư không, ngồi xếp bằng bay trên trời như chim vân vân, thì đó không phải là giá trị tu hành chân thật của người tu sĩ đạo Phật. Giá trị tu hành chân thật của đạo Phật không phải căn cứ vào thần thông phép tắc, mà căn cứ vào đức hạnh giới luật của người tu. Lại nữa, giá trị người tu sĩ của đạo Phật không căn cứ vào sự học thuật có cấp bằng này cấp bằng nọ, cũng không phải ở chỗ chùa to Phật lớn giàu sang có của cải nhiều, mà cũng không phải ở chỗ thuyết giảng dịch viết kinh sách nhiều, mà ở chỗ sống đúng đạo đức phạm hạnh của người tu sĩ. Cho nên người ngồi thiền nhập định, chết để lại nhục thân hoặc có thần thông phép tắc, tâm linh biến hóa, làm những điều siêu việt hơn người, đấy không phải là mục đích của đạo Phật, mà là của ngoại đạo tà giáo, làm những điều kỳ đặc, những cái lạ mắt để lừa đảo lường gạt những người còn mê muội ngu si. Chính mục đích của đạo Phật là bất động tâm trước các pháp, tức là đạo đức giải thoát không làm khổ mình khổ người, tức là phạm hạnh của người tu sĩ tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni. Hầu hết giới luật Phật đều dạy đức hạnh cho con người, dù tu sĩ hay cư sĩ đều phải có đạo đức. Khi người tu sĩ đạo Phật xuất xử một hành động gì đều phải đúng đạo đức và đạo lý nhân quả. Muốn ly dục ly ác pháp, để nhập được các thiền định của đạo Phật thì phải đi qua cửa ngõ giới luật. Nếu tu sĩ nào không qua cửa ngõ giới luật mà nhập định thì thiền định đó là tà thiền tà định. Cho nên giới luật Phật xác định được thiền định nào là tà thiền tà định và thiền định nào là chánh thiền chánh định một cách cụ thể và rõ ràng. Bởi giới luật xác định được đức hạnh của người tu sĩ chân chánh, cho nên giới luật là pháp môn đầu tiên của đạo Phật dạy đức hạnh cho tu sĩ. Nhờ có đức hạnh, tâm người tu sĩ mới ly dục ly ác pháp được, từ đó mới nhập được các định và tam minh. Người tu sĩ đạo Phật không có tài sản của cải thì còn gì phải có giới luật thứ 61 này để chế ra. Giới luật này chế ra là vì những người tu sĩ sau thời đại Đức Phật, trong thời các tổ và trong thời đại của chúng ta bây giờ, tu sĩ đều có của cải tài sản riêng tư, nên mới chế ra giới luật này. Nhưng giới luật này chúng ta phải hiểu, nó có một giá trị rất lớn đối với con đường tu của đạo Phật. Nếu muốn tìm cầu sự giải thoát thì phải giữ gìn giới này nghiêm túc, không có của cải riêng tư, chỉ có ba y một bát mà thôi. 62. Giới thứ 62, không nên mang giày vào tháp Phật, cần nên học. Giới này cũng xin thay chữ tháp Phật bằng chữ giảng đường cho phù hợp lúc Đức Phật còn tại thế. Xem như Đức Phật đã chế giới luật này, mang giày đi vào trong giảng đường là người thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng nơi giảng dạy pháp bảo, chứng tỏ người ấy thiếu tư cách lịch sự và thiếu sự giáo dục đạo đức cung kính và tôn trọng, dù đó là bậc vua chúa quan to chức trọng hoặc giàu sang tột đỉnh cũng vậy. Mang giày đi vào giảng đường là người tỏ ra bản ngã kiêu căng tự đắc khinh thị người khác, dù người đó có học thức bao nhiêu, có cấp bằng cao bao nhiêu, cũng chỉ được xem là người thiếu đạo đức lịch sự làm người. Họ là những con người có trình độ học thức nhưng tâm hồn không có đạo đức tôn trọng và cung kính pháp bảo và mọi người, thì đó cũng chỉ là loài cầm thú thông minh mà thôi. Đạo đức cung kính và tôn trọng của đạo Phật chỉ thẳng thừng cho chúng ta thấy đâu là con người thật và đâu là con thú mang lớp người. Người nghênh ngang tự đắc cũng giống như một con thú dữ, ỷ sức mạnh, ỷ to con, nghênh ngang chẳng biết cung kính tôn trọng ai hết.
Người có đức hạnh cung kính và tôn trọng người khác mới thật là con người. Người không biết cung kính và tôn trọng ai hết không phải là con người, mà là một con thú vật. Đạo đức của Đạo Phật đã xác định điều đó rất rõ ràng. Hành động mang giày đi vào giảng đường, nơi thuyết pháp của Đức Phật, là một nơi tôn nghiêm trang trọng của tín đồ Phật giáo. Nếu kẻ nào không ý thức, chỉ một hành động vô lễ, thiếu đạo đức lịch sự, cung kính và tôn trọng, thì theo Đạo Phật cho đó là những người thiếu giáo dục đạo đức làm người. Họ cần phải học tập đạo đức nhiều hơn nữa. Con người sinh ra hơn loài cầm thú là nhờ có đạo đức. Nếu không có đạo đức, con người chỉ là một con thú thông minh mà thôi. Nhờ có sự giáo dục học tập về đạo đức làm người thì con người mới lần lần tiến lên và thoát ra khỏi bản chất của loài cầm thú để trở thành những con người tốt trong xã hội. Bởi đạo đức rất cần thiết cho loài người trên hành tinh này, và nhất là rất cần thiết cho thời đại khoa học hiện đại hóa cuộc sống của con người hiện giờ. Chiến tranh trên thế giới còn hay chấm dứt đều do con người có đạo đức hay không có đạo đức mà thôi. Từ những hành động kiêu căng, tự đắc, khinh mạn mà không được sửa chữa thì bản năng hung ác sẽ tiến triển dễ dàng và đi đến chỗ tàn sát giết hại sinh linh. Không những loài cầm thú mà ngay cả con người họ giết nhau chặn gốm tay. Khoa học và kinh tế càng tiến triển, nâng cao đời sống con người, vật chất và tiện nghi đầy đủ, thì nguy cơ hiểm họa cho loài người nếu không có đạo đức quân bình khoa học và kinh tế thì sẽ đi đến diệt vong. Bằng chứng khoa học càng ngày càng phát triển thì chiến tranh thế giới càng giết hại người ghê gớm hơn. Cho nên đạo đức nhân quả không làm khổ mình khổ người rất cần thiết trong giai đoạn khoa học hiện đại hóa đời sống con người. Mọi con người phải được học tập và tu sửa tánh tình thì mới mong thế giới này không bị tiêu diệt, và các nước trên hành tinh này mới có ngày chấm dứt chiến tranh, hòa bình thế giới thật sự mới có. Muốn học đạo đức nhân quả, không làm khổ mình khổ người, thì ngay từ bây giờ chúng ta hãy học tập đức hạnh cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Muốn học đức hạnh cung kính và tôn trọng lẫn nhau thì ta phải biết tôn trọng và cung kính pháp bảo của Phật, tức là những lời dạy đạo đức của Đức Phật. Có cung kính và tôn trọng những lời dạy đạo đức của Đạo Phật thì mới có tâm từ bi như trên đã dạy. Có tâm từ bi, chúng ta mới biết thương yêu lẫn nhau. Có thương yêu lẫn nhau, chúng ta mới xả trừ ác pháp tham sân si. Có xả trừ ác pháp, chúng ta mới ly dục ly ác pháp. Có ly dục ly ác pháp, chúng ta mới nhập sơ thiền. Có nhập sơ thiền, ta mới thấy tâm hồn giải thoát với một trạng thái thanh thản và vô sự. Nếu con người sống với tâm hồn thanh thản vô sự thì các nước trên thế giới mới mong có hòa bình thật sự. Tóm lại, đức hạnh cung kính và tôn trọng là những hành động đạo đức cao thượng và cao quý nhất của loài người mà mọi người cần phải học tập và trau dồi để dần dần tiến lên bước đường giải thoát cao hơn và sâu hơn của Đạo Phật. 63. Giới thứ 63, không nên xách dép đi vào giảng đường, cần nên học. Giày dép guốc là vật dùng để mang đi dưới chân, nên thường giày đạp lên đất bẩn nhơ, phân phẩn hoặc những đồ bất tịnh khác. Xách giày dép guốc vào giảng đường là nơi thuyết pháp của Phật. Đó là hành động thiếu lòng tôn trọng và cung kính Phật và pháp bảo. Những người có hành động thiếu đạo đức như vậy là những người thiếu lòng tha thiết cầu pháp bảo. Chỉ đi nghe pháp như người đi nghe hát giải trí hoặc nghe chơi cho biết mà thôi, chứ chẳng có ý nghĩa lợi ích cho cuộc sống của họ.
và họ học tập trau dồi những hành động đạo đức làm người để đối xử nhau cho được tốt đẹp hơn. Xin nhắc lại, pháp bảo của Phật là pháp thiện. Pháp thiện là pháp dạy chúng ta học tập và tu sửa những lỗi lầm cho đúng đạo đức nhân quả. Người có học và tu tập đạo đức nhân quả thì thường sống trong thiện pháp, nên không làm khổ mình khổ người. Nếu ở đời người ta có cuộc sống không làm khổ mình khổ người, là người đang sống trong hành động đạo đức nhân quả. Người biết sống trong hành động đạo đức nhân quả là người đang sống trong cảnh giới cực lạc thiên đàng. Chứ đừng làm tưởng các cõi cực lạc thiên đàng thật sự trong thế giới siêu hình, đó là sự lừa đảo của Đại Thừa Bà La Môn giáo. Cõi cực lạc thiên đàng chỉ ở nơi thiện pháp mà có, có tại trong thế gian này chứ không có ở chỗ nào khác cả. Nếu chúng ta sống trong thiện pháp, tức chúng ta là những người có đầy đủ đạo đức nhân quả, thì cảnh giới thiên đàng cực lạc tại đó. Hành động sách giếp giày đi vào giảng đường là hành động thiếu đạo đức tôn trọng và cung kính trong thiện pháp, mà thiếu sự cung kính và tôn trọng thì làm sao gọi là thiện pháp được. Đây xin nhắc lại, nếu không có đức hạnh tôn trọng và cung kính người khác thì làm sao chúng ta có lòng thương yêu ai? Người không có lòng thương yêu người khác thì chính họ cũng không có đức hạnh cung kính tôn trọng họ. Họ không cung kính tôn trọng họ tức là họ không thương họ. Họ không thương họ tức là họ sẽ làm khổ họ. Họ sẽ làm khổ họ tức là họ sẽ làm khổ người khác. Người mà làm khổ mình, khổ người khác là người không có đạo đức nhân quả. Người không có đạo đức nhân quả thì có khác nào là một con thú vật. Tóm lại, người xách giày dép đi vào giảng đường là người thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng. Thiếu đạo đức cung kính và tôn trọng là những hành động làm khổ mình, khổ người, tạo cảnh thế gian thành cảnh địa ngục. Cuộc sống con người chỉ còn là một chuỗi ngày dài đau khổ bất tận. 64. Giới thứ 64. Không nên mang giày đi nhiễu quanh giảng đường, cần nên học. Đi nhiễu xung quanh giảng đường bên trái hoặc bên mặt. Đi nhiễu quanh có hai ý. Một là con đường đi chung quanh giảng đường. Hai là đi quanh giảng đường để tỏ lòng cung kính nơi thuyết giảng pháp của Đức Phật. Đi nhiễu quanh có hai cách. Một, đi vòng quanh bên hữu, tức là đi vòng quanh về phía bên tay mặt. Đi như vậy là tốt, đúng cách đi nhiễu quanh. Hai, đi vòng quanh bên tả, tức là đi vòng quanh về phía bên tay trái. Đi như vậy là xấu, sai, không tốt, không đúng cách. Thường đi nhiễu quanh là phải đi ba vòng để tiêu biểu chỉ cho ba ngôi tam bảo theo giáo pháp tưởng giải của Đại Thừa. Có nghĩa là đi như vậy trừ tam độc tham sân si, tịnh tam nghiệp thân miễn ý, diệt tam ác đạo súc sanh ngạ quỷ và địa ngục. Điều đó chỉ là một sự tưởng tượng của Đại Thừa giáo mà thôi. Chúng tôi đã từng sống đúng giới luật, không hề sai phạm một lỗi nhỏ, thế mà trừ tam độc tịnh tam nghiệp còn gian nan khó khăn hết sức. Ngày ngày cũng phải rèn luyện pháp như lý tắc ý để tạo thành một đạo lực giải thoát, mới diệt sạch tam độc tịnh tam nghiệp mới nổi, chứ đâu phải đi như vậy là trừ tam độc tịnh tam nghiệp được. Đó là xảo ngôn lừa đảo của Đại Thừa giáo. Còn nói về sự cung kính và tôn trọng đối với mọi người, gồm có 9 pháp kỉnh. 1. Đồng thời thăm hỏi, nghĩa là khi chúng ta hỏi thăm sức khỏe hoặc hỏi thăm về công ăn, việc làm, hỏi thăm về con cái trong gia đình của người khác, đó là sự cung kính và tôn trọng người, thứ nhất. 2. Cúi đầu bái kỉnh, nghĩa là chúng ta gặp người khác, dù người trưởng thượng hay là những người bằng chúng ta, hoặc trẻ con nhỏ hơn ta đều cúi đầu bái kính.
đó là sự cung kính và tôn trọng người khác. Thứ hai, ba, giở tay xá, nghĩa là đưa tay vẫy chào khi ở xa. Nếu đối diện nhau, bắt tay nhau như người Âu Mỹ, bonjour, đó là sự cung kính và tôn trọng chào hỏi lẫn nhau. Thứ ba, bốn, chắp tay xá ngay, nghĩa là người gặp nhau chắp hai tay lại xá nhau theo người Ấn Độ và tín đồ Phật giáo gặp nhau chắp tay xá, đó là sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Thứ tư, năm, co đầu gối nhún, nghĩa là khi hai người gặp nhau họ co đầu gối nhún ba cái, đó là cách thức chào nhau như chúng ta chắp tay xá vậy. Đây là sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau của những dân tộc bộ lạc thiểu số ở miền rừng núi. Thứ năm, sáu, quỳ dài, nghĩa là khi vào đền thờ thần, đối người tín đồ họ quỳ gối xuống hai tay xuôi thõm theo thân mình, gọi là quỳ dài, đó là sự cung kính và tôn trọng thần linh của tín đồ ngoại đạo. Thứ sáu, bảy, hai tay chắp lại đầu gối quỳ xuống, đó là sự cung kính và tôn trọng của tín đồ Phật giáo. Thứ bảy, tám, ngũ luân đều co, có nghĩa là đầu, hai tay và hai chân đều co lại, đó là sự lễ Phật, cách thức cung kính và tôn trọng Phật giáo. Thứ tám, chín, nằm sát đất, có nghĩa là đầu, hai tay và hai chân nằm sát đất không nhúc nhích. Hành động đó tức là tỏ lòng rất cung kính và tôn trọng, mà còn có nghĩa là sợ hãi. Thứ chín, để tỏ lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo, nên không được mang giày đi nhiễu quanh giảng đường, vì mang giày guốc dép đi nhiễu quanh là thiếu lòng tôn trọng và cung kính pháp bảo. Muốn đi nhiễu quanh giảng đường tháp bảo, để tỏ lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo thì nên cởi giày dép guốc đi trong trần. Đó là cách thức để tỏ lòng cung kính và tôn trọng tốt nhất. Nhưng phải hiểu, những hành động cởi giày dép đi nhiễu quanh là hành động đạo đức cung kính và tôn trọng của mọi người, không riêng tín đồ Phật giáo. Vị tỳ kheo cần phải thọ giới này để thực hiện làm gương sáng cho tín đồ, để họ biết cách cung kính và tôn trọng pháp bảo, và cũng biết cung kính và tôn trọng mọi người. Từ những hành động đi, đứng, nói, nín, người có đạo đức thì luôn luôn thể hiện qua các hành động đó nhẹ nhàng, lịch sự, ôn tồn, nhã nhặn, lễ độ, không có hỗn xược, sắc láo, nghịch ngợm, ngang tàn, bướng bỉnh, chửi thề, phách lối vân vân. Đức hạnh cung kính và tôn trọng giúp ta đối xử với mọi người có những hành động nhẹ nhàng, êm ái, ôn tồn, nhã nhặn, từ tốn vân vân, khiến cho mình và mọi người cùng đều được vui hòa an lạc, thương mến và quý trọng nhau hơn. Bởi vậy, chúng ta cần nên học đức hạnh cung kính và tôn trọng. Đó là hành động cần thiết nhất cho cuộc sống làm người, đem lại hạnh phúc cho nhau, giữ gìn trật tự an ninh xã hội và tạo ra cảnh hòa bình thế giới. 65. Giới thứ 65, không nên mang hia đi vào giảng đường, cần nên học. Vị tỳ kheo cần phải giữ oai nghi tế hạnh, luôn luôn tỏ lòng cung kính và tôn trọng pháp bảo. Không được mang hia, giày, dép, guốc đi vào giảng đường, nơi Đức Phật đã từng thuyết pháp. Giới luật đã cấm như vậy, thì vị tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni cần phải giữ gìn nghiêm túc để làm gương tốt cho hàng cư sĩ bắt chước. Với đạo Phật, đức hạnh cung kính và tôn trọng, không những dành riêng pháp bảo như các giới trên đã dạy, mà còn đối với tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh, để phải có sự tôn trọng cung kính bình đẳng như nhau, dù cho con kiến, côn trùng là loài vật nhỏ mọn, nhưng chúng vẫn có sự sống như chúng ta, thì chúng ta phải có sự cung kính và tôn trọng sự sống ấy như nhau, không được giết hại một cách vô cớ. Vì chúng ta lúc nào cũng cung kính và tôn trọng sự sống của mình, thì không lẽ nào lại không có lòng cung kính và tôn trọng sự sống của người khác và loài vật khác sao?
Ở đời con người thường cung kính và tôn trọng sự sống của mình mà lại chà đạp lên sự sống của người khác, loài vật khác. Bằng chứng cuộc sống chúng ta hiện giờ là vậy. Nếu không có pháp luật nhà nước bảo vệ thì cuộc sống của người sẽ tan nát. Nếu ai đã từng đọc báo công an thì sẽ rõ, loài thú vật không có đức hạnh tôn trọng và cung kính nên chấp vào cuộc sống của chúng. Vì thế chúng giết hại và ăn thịt lẫn nhau, chà đạp lên nhau để mà sống. Còn loài người chúng ta có trí thông minh, hiểu biết phân biệt phải trái, trắng đen, tốt xấu, thiện ác, biết sửa đổi, biết cải hối, biết lỗi lầm và biết tu sửa lại thân tâm. Con người cũng chỉ là một loài động vật như bao nhiêu loài động vật khác. Nhưng con người vì còn biết sửa sai, biết tôn trọng và cung kính cái đúng cái phải, biết xa lìa cái xấu, từ bỏ cái ác, biết nhận cái tốt, cái thiện, nên con người luôn luôn trau dồi tu sửa thân tâm, thực hiện hành động đạo đức không làm khổ mình của người. Nhờ đó, con người mới vượt thoát ra khỏi loài cầm thú. Vì thế, trong cuộc sống, đạo đức rất cần thiết cho con người, nó giúp cho đời sống con người có ba điều lợi ích thiết thực, cụ thể hoàn toàn giải thoát. Thứ nhất, thoát ra khỏi bản năng thú vật. Thứ hai, biết sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Thứ ba, đem lại cuộc sống cho loài người và loài vật, một sự sống an lành, thanh bình cho nhau. Nếu một người có tâm tha thiết tìm cầu sự bình an cho mình, cho người và cho muôn vật, thì đức hạnh cung kính và tôn trọng rất cần thiết và quan trọng đối với họ. Nó mang đến cho họ một cuộc sống của con người và của loài động vật trên hành tinh này, một sự sống bình an, yên lành vô cùng to lớn. Là con người, ai ai cũng phải tu tập, rèn luyện và trau dồi đạo đức để cho mình xứng đáng là con người hơn loài thú vật. 66. Giới thứ 66, không được cầm hia vào trong giảng đường cần nên học. Vị tỳ kheo phải giữ gìn oai nghi tế hạnh, nhất là đức hạnh cung kính và tôn trọng. Không những cung kính tôn trọng pháp bảo của Phật, mà còn phải cung kính và tôn trọng tất cả mọi người, mọi loài chúng sanh. Cung kính tôn trọng như vậy, tức là cung kính tôn trọng Phật Pháp Tăng. Có như vậy, vị tỳ kheo mới xứng đáng là đệ tử của Phật, là vị thầy của trời người, là gương hạnh tốt của tín đồ Phật giáo. Tuy không mang hia đi vào trong giảng đường, nhưng sách đi vào giảng đường cũng là một hành động thiếu đức cung kính và tôn trọng Pháp và người. Vì hia mang đi dưới đất dẫm đạp lên những đồ bất tịnh, sách đi vào giảng đường làm ô uế nơi nghe Pháp, nơi mà chúng tăng và tất cả cư sĩ đều câu hội nghe lời dạy của Đức Phật. Cho nên khi đến chùa tu viện, tịnh xá, tịnh thất vân vân, cần phải tỏ lòng cung kính và tôn trọng nơi tôn nghiêm tu hành, nơi pháp âm của Phật còn vang rền trong không gian, đem lại một nền đạo đức nhân bản lợi ích cho nhân loại. Vì thế đến những nơi đó chúng ta phải hết sức cẩn thận, không được mang giày dép guốc khia cũng như sách đi vào giảng đường, mà phải cởi bỏ bên ngoài rồi đi chân trần vào thì mới gọi là có lòng tôn trọng và cung kính pháp bảo nơi tu hành, nơi tôn kính của mọi tín đồ Phật giáo. Có những người hiểu một cách cạn cợt, không nên mang hia giày dép guốc vào chùa am thất giảng đường, nhưng lại xách vào cho đó là không sao. Hiểu như vậy không đúng tư cách đạo đức, là vì sợ mất giày dép mà quên đi đức hạnh của con người. Ở đời người ta xem đồ vật hơn đạo đức, nên người ta đã đánh mất đi đạo đức. Chỉ vì mất đi đạo đức nên mới có người tham lam lấy trộm của nhau. Nếu mọi người ai cũng giữ gìn đạo đức thì của bỏ ngoài sân cũng không mất, nhà không cần đóng cửa. Cho nên đạo đức rất cần thiết cho cuộc sống của con người, thì đức hạnh cung kính và tôn trọng là một hành động đạo đức.
mà chúng ta và mọi người đều phải học và trau dồi đức hạnh đó. Có nhiều người hiểu sai, tưởng là mình cung kính và tôn trọng trong lòng thì cần gì phải biểu lộ bên ngoài. Nếu nói rằng cung kính và tôn trọng trong lòng thì lấy gì chứng minh cho sự cung kính và tôn trọng đó? Hành động cung kính và tôn trọng là biểu hiện cụ thể đạo đức cung kính và tôn trọng của người ấy qua hành động. Chính vì đức hạnh cung kính và tôn trọng đã giúp cho con người ấy không còn khổ đau, phiền toái, bất tội nguyện trong lòng. Luôn luôn lúc nào tâm hồn cũng thanh thản và an lạc. Sự cung kính tôn trọng phải thực hiện qua hành động thân miệng ý của mình, chứ không thể dùng lời nói suông mà có được. Phải luôn siêng năng tập luyện, trao dồi thân tâm hàng ngày và còn phải học hỏi đạo đức nhân quả, thì mới có thể thể hiện những hành động đức hạnh cung kính và tôn trọng đó đối với mọi người đúng như pháp. Thường sự cung kính và tôn trọng phải tỏ ra hành động nơi thân miệng thì mới chính là lòng cung kính và tôn trọng thật sự. Hành động không cung kính tôn trọng mà bảo rằng có lòng cung kính và tôn trọng thì không đúng, đó chỉ là lời nói lừa đảo người khác mà thôi. Cung kính và tôn trọng là những đức hạnh giúp chúng ta thoát khỏi ác pháp, khiến đời sống chúng ta được an vui, thanh thản và vô sự. Đức hạnh cung kính và tôn trọng giúp con người luôn luôn giữ gìn môi trường sống và bảo vệ sự sống của nhau, không hề giết hại và ăn thịt lẫn nhau. Nếu con người thật sự không ăn thịt chúng sanh, biết tôn trọng và cung kính sự sống của nhau, thì con người và loài cầm thú sẽ là bạn thân nhau, và từ đó môi trường sống trên hành tinh này sẽ có mưa thuận gió hòa, không bao giờ có thiên tai dịch họa, không bao giờ có cảnh màn trời chiếu đất, không bao giờ có cảnh bất hạnh, bệnh tật, tai ương, và thế giới không bao giờ có chiến tranh. 67. Giới thứ 67. Không nên thọ thực trong giảng đường, bỏ lá, vỏ, trái cây, cơm hoặc thực phẩm làm bẩn giảng đường cần nên học. Vị tỳ kheo thọ thực bất kỳ nơi đâu, ăn xong đều phải dọn dẹp sạch sẽ, không được quăng bỏ lá, vỏ, trái cây, thực phẩm khắp chỗ ăn, cần phải giữ vệ sinh chung, nhất là chỗ ăn uống phải được quén khéo, sạch sẽ và rất vệ sinh. Luôn tạo môi trường sống chung không ô nhiễm, bẩn thỉu, để tránh mọi thứ bệnh tật truyền nhiễm gây ra và tạo nên mọi thứ khổ đau cho người khác. Giới này dạy về phần đạo đức vệ sinh, mọi người cần phải được học tập để sửa sai những lỗi lầm mà từ trước đến nay đã không được học, nên gây ra bao nhiêu thứ bệnh tật đau khổ cho mọi người và trong đó có mình. Tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni và cư sĩ không được thọ thực trong giảng đường, vì nơi đó là nơi nghe pháp, phải được giữ gìn trong sạch và thanh tịnh, để mọi người đến đó nghe diệu lý và thâm nhập thiện pháp. Nhờ đó mới diệt trừ các ác pháp, khiến cho tâm hồn mọi người bất động trước mọi hoàn cảnh, mọi sự việc và các đối tượng. Nhờ được vậy, cuộc sống mới được thanh thản, an lạc và vô sự. Vì thế, nơi thuyết pháp không phải là nơi nhà ăn. Vậy tất cả mọi người không được vào nơi đó ăn uống, mà phải tỏ lòng tôn trọng và cung kính, nhất là tăng ni phải làm gương. Người ăn uống không đúng chỗ, đúng nơi là người thiếu giáo dục tư cách đạo đức trong ăn uống. Ở đời người ta xem thường về tư cách đạo đức ăn uống, nên đụng đâu ăn đó, bất kể dơ sạch, bất kể nơi chốn, bất kể lịch sự, bất kể mọi người vân vân. Ăn uống, chỉ biết có ăn uống cho no bụng mà thôi, chẳng cần đạo đức gì cả. Người ăn uống như vậy chẳng khác nào là một con thú vật, là con người không thể ăn uống như vậy được, mà phải ăn uống có đạo đức trong ăn uống. Cho nên ăn uống phải có nơi có chốn,
chứ không phải động đâu ăn uống đó. Ăn uống như vậy là người chưa từng học đạo đức của đạo Phật. Một tỳ kheo tăng và một tỳ kheo ni ăn uống ngồi quán lều ở vỉa hè đầu phố xá tại ngã tư đường, có đông đúc người qua kể lại, mà ngồi ăn uống tự nhiên như người đời, đó là những tu sĩ thiếu học tập đạo đức của giới luật Phật, nên thiếu tất cả oai nghi tế hạnh về ăn uống. Và vì vậy, những người tu sĩ này được xem là những người đội lốt tu sĩ, tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, để lừa đảo tín đồ Phật giáo. Vị tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni ăn quán ngồi tiệm là những vị tỳ kheo thiếu tư cách phạm hạnh của những bậc chân tu. Cho nên người tu hành phải biết ăn quán ngồi tiệm là những kẻ thế tục, chứ người tu sĩ đạo Phật thì không thể ăn uống như vậy được, mà phải có nơi có chỗ đúng giờ đúng giấc, không được ăn uống vi thời. Đấy là đạo hành của người tu sĩ bậc tu hành chân chánh. Vị tỳ kheo đến tiệm cơm xin cơm, nếu không xin thì phải nhờ người cư sĩ mua cơm và thực phẩm cúng dường cho. Khi nhận cơm xong, không được ngồi tại quán tiệm mà ăn, phải đi tránh xa nơi khác, đến nơi yên tịnh thanh vắng, rồi ngồi xuống xếp bàn nghiêm chỉnh, đặt bình bát cơm trước mặt, thầm ước nguyện giữ gìn đức hạnh giải thoát, để xứng đáng thọ bữa cơm này, rồi mới nghiêm trang thọ thực. Ăn uống người tu sĩ phải biểu lộ hành động nghiêm trang, đầy đủ đạo đức, tỏ lòng cung kính và tôn trọng công ơn của mọi người, mới làm ra có được bữa ăn này để nuôi mạng sống tu hành của mình. Nhờ công ơn khó khổ của mọi người, vị tỳ kheo mới nuôi dưỡng mạng sống tu hành của mình tới nơi tới chốn. Do đó, lúc ăn uống, người tu sĩ luôn luôn phải tỏ lòng cung kính và biết ơn sâu xa trong mỗi bữa ăn. Vì thế, bữa ăn của người tu sĩ không được ngồi quán, ngồi tiệm ăn uống, mà phải ngồi những nơi xứng hợp để tỏ lòng cung kính và tôn trọng ấy, với thâm ơn sâu dày khó quên đối với mọi người. Ngồi trong quán, trong lều ăn uống, nơi đó bất tịnh, kể ra người vào ồn náo, làm sao chúng ta thể hiện được lòng biết ơn sâu xa ấy. Giảng đường cũng không phải là nơi thọ thực của tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni, vì thế khi vào ăn uống nơi như vậy sẽ không xứng hợp đúng chỗ ăn uống, làm mất oai nghi tế hạnh đạo đức ăn uống của người tu sĩ, khiến cho những người am hiểu giới luật Phật sẽ không chấp nhận những tu sĩ ăn uống không biết chỗ nơi, và sẽ đánh giá trị xem thường giới tu sĩ thiếu đạo đức. Người am tường Phật giáo sẽ không chấp nhận những tu sĩ này là đệ tử Phật.